Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của VN Live TV. Hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bài viết sau so phiên quyết đấu hôm nay tổng trọng có chịu rời ghế của tác giả Hoàng Trường được đăng trên trang VOA tiếng Việt. Việc ông Trọng phải địa phương hóa, phân quyền và tản quyền mạng lưới ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực xuống 63 tỉnh thành, có nghĩa là ông Trọng đã công nhận sự thất bại của ban chỉ đạo ở cấp trung ương. Phiên quyết đấu rơi vào thời gian cuối của Hội nghị Trung ương năm đang vào hồi kịch tính, Giữa một bên là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết bám ghế và bên kia Bộ Tam quyết ép ông phải ra khỏi ghế. Sau ngày mùng 10 tháng 5, kỳ họp căng thẳng này sẽ kết thúc như thế nào? Hay còn cần một hiệp phụ nữa? Một phiên họp bổ sung của Bộ Chính trị mới ngã ngũ? Liệu phép màu có xuất hiện sau phiên họp cuối cùng này của Trung ương năm? Lý do để ông Trọng ở lại Phép màu ở đây là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 78 tuổi, có chịu từ bỏ tham vọng giữ chức vụ đảng trưởng của mình cho đến năm 2026 và lần tiếp theo khi Đảng Cộng sản Việt Nam lại nhóm họp để chọn Tổng Bí Thư tại đại hội lần thứ 14. Nếu như sống được cho đến khi đó thì ông Trọng lúc này là 81 tuổi và nếu điều này thành hiện thực thì ông ta sẽ trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cao niên nhất trong lịch sử. Cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn, đảng trưởng qua nhiều cuộc chiến tranh suốt hơn 3 thập kỷ, khi qua đời vào năm 1986 chỉ thọ 79 tuổi. Liệu rằng Tổng Trọng có giữ được ghế cho đến năm 2026? Cho đến khi bài báo này lên trang, chắc chắn là chưa có phe nào trong phiên quyết đấu ngày hôm nay có được câu trả lời khả tín. Cũng phải thôi, bởi vì trước mắt, các bên đều đang cố giấu tuyệt chiêu trong phiên quyết đấu cuối cùng này. Đại diện chính quyền các nhánh hành pháp do Thủ tướng Phạm Minh Chính, và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm chủ công đang lợi thế. Với sự chống lưng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tổng trọng với đội ngũ cố vấn lọc lõi, dù không còn trùng cuối hồ mẫu ngoạt ủ mưu, vẫn đang ra sức thao túng, gạt mọi mũi tên hòn đạn đang tới tấp bay về phía mình. Điều chớ trêu là cả hai phe đều dương cao cùng một ngọn cờ tạc tơi. Trên danh nghĩa, họ đều tự nhận đại diện cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động là những lớp người đang sống lây lát dưới đáy xã hội kim tiền và chẳng lên can gì đến cuộc đấu đá liên tục hiện nay hẳn nhiên Bộ Tam chính Phúc Huệ sau khi chiến thắng tạm thời nếu hạ được tổng trọng sẽ tiếp tục một cuộc chiến đấu khác lần này sẽ giữ họ với nhau xem ai đáng mặt anh Hảo ngồi vào cái ghế tổng bí thư đang ngày càng trở nên nóng bỏng ấy trước mắt Bộ Tam đang phải đối phó với các lập luận nghe khá bùi tai của phe Đảng trưởng nhưng lại không mấy thuyết phục những người trong cuộc. Cánh chống lưng cho Tổng Trọng đang trưng ra bốn lập luận để Trung ương chưa thay Tổng Bí Thư vào lúc này. Phát biểu với truyền thông quốc tế ngày 6 tháng 5, bình bút về chính trị Việt Nam từ Mỹ David Brown cho biết các nguồn tin Hà Nội tiết lộ với ông. Trước đây, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng loan báo dự định nghỉ hưu tại Hội nghị Trung ương năm, nhưng giờ đây có vẻ ông Trọng sẽ còn ở lại Chuyến đi của ông ấy vào ngày 6 tháng 4 tới cung trúc Lâm Yên Tử dường như nhằm chứng tỏ là ông ta vẫn khỏe để di chuyển trong nước với khoảng cách xa 150 cây số. Trước đó hôm 22 tháng 3, ông Trọng cũng có chuyến thăm tới tỉnh Hòa Bình. David Brown nói nguồn tin đưa ra 4 lý do để ông Trọng tiếp tục giữ cương vị đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất là thời điểm chưa phù hợp. Thứ hai là trong đảng chưa có thống nhất về việc ai đó kế nhiệm tổng bí thư, Thứ ba là nhân dân không muốn ông Trọng ngừng đút lò. Thứ tư là ông Trọng muốn tìm một người kế nhiệm trung kiên về ý thức hệ và mạnh mẽ như chính bản thân ông vậy. Ý thức hệ là quyền, tiền và Trung Quốc. Cả bốn lý do trên đều chẳng có một chút cơ sở thực tiễn nào. Về thời điểm, từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vào tháng 1 năm 2021, dư luận từng râm ran cho rằng ông Trọng sẽ từ chức vì ông đã có 10 năm tại vị và điều lệ đảng hạn chế các lãnh đạo cấp cao nhất kéo dài quá hai nhiệm kỳ 5 năm. Ấy vậy mà ông Trọng vẫn giành được nhiệm kỳ thứ ba gần như chưa từng có tiền lệ. Vậy thời điểm chỉ là cái cớ thô ráp. Về người kế nhiệm, hiện có từ 6 đến 8 trên 18 ủy viên bộ chính trị có thể lọt vào danh sách thi đấu ghế tổng bí thư. Nghĩa là có dư số người thay thế. Về chuyện đất lò, điểm này chính là sự thất bại toàn tập của Tổng Trọng chỉ có nhân dân chưa nhìn thấu hết mà thôi. Còn về ý thức hệ, xin lỗi ngài Tổng Bí Thư, ý thức hệ ngày nay là quyền, tiền và Trung Quốc, tức là sự chống lưng của Trung Quốc, đặc biệt là tiền. Tiền là yếu tố kết dính duy nhất hiện nay giữa các đồng chí với nhau, bất luận là ở dưới các địa phương, trên trung ương hay là kể cả tầng lớp thượng tầng tứ trụ Ngoài ra, sự bảo trợ từ Bắc Kinh, nhất là đối với người kế nhiệm Tổng Bí Thư vẫn là một nhân tố không thể thiếu cho bất cứ candidate nào dự thi đấu. Việc ông Trọng phải địa phương hóa, phân quyền và tản quyền mạng lưới ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực xuống 63 tỉnh thành. Có nghĩa là ông Trọng đã công nhận sự thất bại của ban chỉ đạo ở cấp trung ương. Nay mai, nếu còn ngồi lại, không rõ ông Trọng còn có kế hoạch xây dựng ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã nào nữa chăng? bằng cách địa phương hóa phi tập trung hóa. Như vậy thì các ông quan đầu tỉnh, từ bí thư chủ tịch đến các thành ủy viên tha hồ tự tung tự tác. Khi quyền lực thuộc về lãnh đạo, các đồng chí sẽ bảo quê cho nhau, liên kết với nhau, hoàn thiện sự chuyển biến quyền thành tiền và ngược lại để thực thi văn hóa tham nhũng. Thay vì chống tham nhũng như Tổng Bí Thư vẫn hô hào, Đảng và Nhà nước đang tạo ra vỏ bọc cho tham nhũng. Các ông thừa biết rằng nếu không trông vào cơ hội tham nhũng thì cả hệ thống quyền lực còn đảng còn mình của các ông sớm muộn gì cũng sẽ cuốn theo chiều gió. Làm việc chỉ để nhận lấy mấy đồng lương chết đói. Cả hệ thống quyền lực ở tất cả các cấp của các ông không tồn tại nổi một ngày. Đồng thời với chính sách vừa mịn dân vừa kìm kẹp dân như hiện nay, đảng đã thành công mỹ mãn trong việc biến dân thành đàn cửu, không dám có phản ứng cho dù bộ phận lớn trong dân chúng vẫn nhận ra được những bí mật công khai ấy. Nhà văn Phùng Tuyết Phong vào thập niên 30 đến thăm Mao Trạch Đông ở chiến khu Thụy Kim có kể cho Mao nghe. Một người Nhật nói cả Trung Quốc chỉ có hai người rưỡi hiểu được người Trung Quốc. Một là văn hào lỗ tấn, hai là tử giới thạch. Nửa người kia là Mao Trạch Đông. Nghe xong Mao cười ngất, háo háo, cái tay Nhật Bản ấy nói đúng lắm. Hai thập niên sau, Mao lại nói, Lỗ Tấn mới là đệ nhất thánh nhân của Trung Quốc. Còn tôi tức là Mao chỉ là hiền nhân. Ở Việt Nam ta có nhà thơ tản đà từ đầu thế kỷ 20, chỉ dùng hai câu thơ đủ nói lên tính cách dân tộc của mình. Dân hai 25 triệu, ai người lớn, nước 4.000 năm vẫn trẻ con. 100 năm sau khi thi sĩ Tản Đà hạ bút viết hai câu thơ như một tiếng thở dài đầy ai oán trước sự yếu ớt non bấy của quốc gia dân tộc này. Không hồ nghi gì nữa, Việt Nam đang trở lại chính cái vạch xuất phát ấy. Mặc dù bây giờ dân số nước ta ngót nghét 100 triệu mà vẫn cứ trẻ con. Đảng và nhà nước phán gì nghe nấy. Câu chuyện về vườn hay ngồi lại của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thật ra chỉ liên quan đến nội bộ đảng ở thượng tầng. Tại đó, các phe nhóm chính trị tranh chức tranh quyền trước thềm hội nghị trung ương năm trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 khi Vương Đình Huệ thăm Trà Vinh, Vĩnh Long thì Phạm Minh Chính cũng làm việc ở Sóc Trăng. Hình như cả hai nhân vật ứng viên sáng giá kế vị chiếc ghế tổng bí thư tranh thủ lấy lòng các đồng chí Nam Bộ. Trong khi đó, những cuộc so găng để hạ bệ lẫn nhau đã thành truyền thống trong đảng. Chỉ cần tung bằng chứng một trong ba yếu tố là có vấn đề về lý lịch và lập trường, sai phạm trong đạo đức và lối sống tham nhũng và bảo kê, thì lập tức một chính trị gia sẽ nhanh chóng trở thành tội đồ của đảng. Tuy nhiên trong quá trình thi đấu, khi cần thì các đồng chí cũng biết cách thỏa hiệp, bởi vì cuộc đấu phe nhóm này khác với cuộc chiến mèo vườn chuột. Đây là cuộc đấu để chia phần cái bánh lợi ích, chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải triệt để đối thủ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và câu hỏi ai sẽ kế nhiệm? Ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, đã lần thứ ba tái đắc cử Tổng Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 hôm 31 tháng 1 năm 2021. Hôm 6 tháng 5, nhà báo David Hood đăng bài trên trang Asia Times. Ông dẫn lời giáo sư Carter ở Úc. Trong tuần qua, tin đồn đã lan truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thù địch với chính quyền ở Hà Nội, rằng ông Trọng sẽ nghỉ trước khi hết nhiệm kỳ, và những thay đổi lãnh đạo khác sẽ diễn ra trong một cuộc họp quan trọng của đảng sắp tới nói chuyện với BBC vào ngày 6 tháng 5, ông David Brown, cây bút lâu năm về chính trị Việt Nam, cho biết ông từng nghe tin đồn Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn báo dự định nghỉ hưu tại Hội nghị Trung ương năm, khai mạc hôm 4 tháng 5. Nhưng giờ đây có vẻ như ông Trọng sẽ còn ở lại lâu. Chuyến đi của ông ấy vào ngày 6 tháng 4 tới Cung Trúc Lâm Yên Tử dường như được nhằm chứng tỏ ông ta vẫn khỏe để đi lại trong nước. Ông David Brown nói, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 6 tháng 4 đã thăm tỉnh Quảng Ninh và đến cung Trúc Lâm Yên Tử, khu di tích danh thắng Yên Tử, Dương Hương Tam Bảo và Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hôm 22 tháng 3, Nguyễn Phú Trọng cũng có chuyến thăm tỉnh Hòa Bình. Ông David Brown cho rằng có bốn lý do so để Nguyễn Phú Trọng còn tiếp tục giữ cương vị đứng đầu Đảng Cộng sản. Thứ nhất là thời điểm chưa phù hợp. Thứ hai, trong Đảng chưa có thống nhất về việc ai có thể kế nhiệm ông. Thứ ba, nhân dân không muốn ông Trọng ngừng đút lò. Thứ tư, ông Trọng muốn tìm một người kế nhiệm trung kiên về ý thức hệ và mạnh mẽ như ông ấy. Bài báo ngày 6 tháng 5 của ông David Hood dẫn lời giáo sư Carter cho rằng có 6 ủy viên bộ chính trị có khả năng được quy hoạch cho chức danh tổng bí thư. Trong đó ông Carter nhắc tên ông Nguyễn Xuân Thắng và Phan Đình Trạc. Ông Nguyễn Hồng Hải từ Center for Policy Future thì cho rằng ông Vương Đình Huệ là một ứng viên còn ông alexander vu vinh giáo sư tại honolulu hawaii nói trong bài báo của ông david hood cuộc đua vẫn đang diễn ra vào lúc này và có thể đảng sẽ gây bất ngờ cho người bên ngoài khi chọn người kế nhiệm ông trọng trong vài năm tới